Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm vua rồng cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ đăng ký họ cho kênh mình nha anh em. Ok, còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thế nào mấy bạn ơi. Rồi ok, thì trong tập này chúng ta sẽ làm gì nào? Thì như những bạn nào đã xem ở tập trước á, các bạn cũng đã biết là mình mới vừa lai tạo được một bé rồng. Đây là một bé rồng lửa bạn ơi. Và con rồng lửa coi bộ nó cũng đã lớn lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đào cái hố này ra để làm thêm chỗ cho em nó ở. Không thôi là một tí nữa nó ngạt thở nó chết luôn á. Đây các bạn xem nè. Đó, em rồng đang được ở bên dưới cái hố và nó cũng đang to lên từ từ rồi nè. Nó to được có chút xíu rồi mà mình chưa có cưỡi được. Nó phải to cỡ con rồng ở phía trên mình nè thì mình mới cưỡi được các bạn ơi. Còn bây giờ thì chưa đâu. Thì trong tập này chúng ta sẽ làm gì đây anh em ơi? Thì mình mới vừa nghĩ ra một ý như thế này các bạn ơi. Đó chính là trong tập trước á, bọn mình đã làm về rồng rồi đúng không? Thì trong tập này chúng ta không nên làm về rồng nữa. Bởi vì là làm về rồng hoài sẽ rất là chán luôn. Mặc dù đây là series vua rồng nhưng mà cũng phải đi thám hiểm thêm một số những cái gì đó gọi là không có liên quan đến rồng. Thì nó mới gọi là tạo thêm sự thú vị cho video đúng không các bạn? Chứ suốt ngày cứ gọi là nuôi rồng sau đó cho rồng ăn như vậy thì nó rất là chán. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn cùng nhau đi thám hiểm xung quanh gọi là cái map của mình. Để xem coi xung quanh map mình nó có những cái gì nha anh em. Đó thì đây mình xin giới thiệu anh em, đây chính là một cái bản đồ. Đây, và cái bản đồ này đã được đánh dấu rất là nhiều những cái nơi mà mình đã đi tới. Mình đã cưỡi cái con rồng anh em ơi. Sau đó mình đi khắp nơi luôn và mình kiếm được rất là nhiều những cái địa điểm rất là hay. Cho nên là hôm nay mình muốn gọi là cùng với anh em, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi thám hiểm những cái địa điểm đó nha anh em. Ok, rồi chúng ta đầu đi thế nào anh em ơi, let's go. Rồi để mình lên mình lấy con rồng mấy bạn ơi. Thì mình sẽ cưỡi con rồng Ender nha. Rồi bay ra ngoài nè. Ok, để mình xem coi. Địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ đi tới đó chính là chỗ này. Đây, một mắt mấy bạn ơi, mấy bạn hiểu một mắt là gì không? Có nghĩa là một con quái vật một mắt mấy bạn ơi. Mình đã vô tình phát hiện ra nó khi mà mình đang đi thám hiểm ở ngoài biển. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ của nó nha. Ok, rồi để mình xem coi. À đây một mắt đây, bây giờ chúng ta đi hướng nào để tới à? Để mình xem coi, bây giờ chúng ta phải quay đầu về hướng này đúng không? Quay đầu về hướng này đúng không? Rồi ok, bay thẳng về hướng này là sẽ tới chỗ con một mắt nha các bạn. Rồi, đi thế nào các bạn ơi? Đi thôi, let's go, bay thế nào? Quá đã luôn. Trời các bạn ơi, từ lúc có được con rồng á, mình cảm giác gọi là cái việc di chuyển của chúng ta dễ dàng gì đâu á. Bay lên cái là tới nơi. Rồi ok, đi thế nào các bạn ơi? Khi nào tới mình sẽ quay trở lại nha. Ôi trời ơi trời, sao mà lâu tới quá vậy ta. Ui ui, mình thấy có gì nè mấy bạn ơi. À để mình lại mình xem coi. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cái này là gì không? Chứ mình thấy là mình thấy nó nhìn giống như là một cái bộ xương khủng long vậy mấy bạn ơi. Mấy bạn có đồng ý với mình không? Chứ mình thấy nó giống cái xương khủng long lắm nha. Đâu để mình đào thử coi. Đào đây nè. Ơi được một cục rồi nè. Để xem coi. Khối xương. À đúng luôn rồi nè. Bỏ cái khói này vào chúng ta sẽ chế tạo được bột xương. Bột xương có thể dùng để bón cây. À quá hợp lý, quá hợp lý. Ơi nhưng mà coi bộ là mình chưa cần lắm. Mình cần là mình cứ cần cái que xương cơ, chứ bột xương thì mình không cần. Cho nên thôi không cần nữa. À coi bộ con này cũng là một cái con khủng long khá là to nha. Tại cái bộ xương của nó rất là to luôn các bạn ơi. Thôi à, đi tiếp. Nhanh lên không thôi kẻo trời tối nó là chết á. Đi thôi. 1 hour later. Đây mấy bạn ơi, hiện tại là mình đã đi đến được ngay cái địa điểm mà mình nhìn thấy được cái con một mắt á các bạn. Con quái vật một mắt á. Thì khoan, từ từ, ở chỗ này mình thấy có cái gì nè, để mình bay lại đây xem thử coi. Nó có cục gì trên ở trên cái bãi biển nè, để mình bay lại thử nha. Ok. Cái này là cái gì ta? Cái cục đen đen này là cái gì hết nha? Để mình đào thử xem nha các bạn. Không biết bên trong nó có gì đây. Ồ. Quái vật hay gì ta? Để mình đào ra coi. Ok, mình sẽ nhảy xuống dưới nè. Để xem coi bên đây nó có gì. Ui, nó có một cái đường cầu thang đi xuống các bạn ơi. Ở chỗ này là cái gì hết nha. Mình đang nghi ngờ nó là một cái nơi đi xuống chỗ quái vật hay là gì đó. Để đi xuống thử xem. Ui, chưa gì mình thấy có một con quái vật màu xanh lá cây bên dưới nữa các bạn ơi. Ây da, trời ơi, nó đánh mình rơi xuống dưới rồi. Thôi ơi, mày hơi. Cút. Ồ,
Quái vật mà bạn ơi. Ôi hóa ra đây là cái hang động quái vật hả? Ôi nhiều quái vật thế. Ôi mình phải đeo khiên vô, đeo khiên vô. Mày này, cút đi. Ô creeper nữa nè. Wow, ở dưới đây rất là nhiều quái vật luôn. Này thì zombie hả? Ôi ôi con gì đây, con gì đây? Lại là cái con màu xanh hồi nãy nè. Mày nè, ôi ôi ôi, con gì đánh mình vậy? Hình như mình bị độc rồi. Ô thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Dưới cái hang này rất là nhiều những cái gọi là gì ta, quái vật luôn bạn ơi. Nhiều nhất là hình như là creeper nè. Mình thấy creeper rất là nhiều luôn. Ôi chỗ này còn có mấy con màu người, người màu xanh hồi nãy nè. Cút ra. Hiệp sĩ rồng phong cận tới đây. Hey. Ok đập ra. Mình phải đập mấy cái này ra hết các bạn ơi. Không thôi bọn nó lại xuất hiện nữa thì chết. Ok có viên kim cương nè. Lụm viên kim cương luôn. Lụm xương. Chúng ta cần có xương trong tương lai các bạn ơi. À bên đây cũng có một cái lồng. Ây da. Ui 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 ui. Bị đập nữa rồi. Cút ra. Cút. Đập ra đập ra. À, dưới đây là một cái hầm chứa đầy quái vật các bạn ơi. Chết rồi, mình không có đem cái gì để hồi máu cả. Ồ, thôi, không được, không được, không được. Máu mình hiện tại là đang hết các bạn ơi. Mình đang không có gì để hồi máu cho nên là mình không nên xuống dưới đây đâu. Mình nghĩ rằng là mình nên lên trên lại các bạn ơi. Dưới đây không được, không được. May này mình phải chế được cái gì đó để hồi máu đã. Mấy bạn biết chế cái gì để giúp cho chúng ta hồi máu thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ mình là mình chịu thua rồi đó. Mình không biết chế gì để hồi máu rồi đó. Thôi, đi về, đi về. Ồ, mấy bạn có nghe thấy tiếng sóng biển không? Mình là mình nghe tiếng sóng biển to lắm luôn á. Hình như là có con gì đó xuất hiện chứ phải là sóng biển thì phải. Ui. Ui, một con thủy quái bạn ơi. Wow, thật kinh khủng. Ui, con rồng của mình đang tấn công, đây đang đánh nhau với một con thủy quái. Wow. Ui, con rồng của mình đã chiến thắng rồi. Wow, con rồng mình giỏi vậy. Ê, đừng bay đi. Trời, chết, con rồng mình bay đi mất tiêu rồi. Khoan, nó rơi ra gì nè. À, nó rơi ra là răng với lại là da rồng. Ồ. Ồ, nhưng mà con rồng của mình nó bơi đi mất tiêu rồi. Ai, trời ơi là trời, con rồng của mình nó bay lung tung hết các bạn ơi. Cái con rồng này á là một khi mà nó đã bay rồi thì nó bay lung tung hết. Nó không biết chủ nó ở đâu luôn hay sao á trời. Xuống đây coi. Ê, ok rồi, mình đã bắt được nó nè. Đây, mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái nhà gì bên đó không? Cái nhà tròn tròn bên đó đó, đó chính là cái nhà mà có con gì ta, con quái vật một mắt đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn qua bên đó tham quan cùng với mình nha. Nói tham quan vậy thôi chứ mình qua đó để tiêu diệt con quái vật đó các bạn. Rồi đi thôi, đi thôi. Đây để mình bay qua cho các bạn xem nè. Bay qua, mình sẽ để con rồng của mình ở bên ngoài nha, để tránh con rồng của mình gọi là bị thương các bạn ơi. Rồi tới nơi rồi các bạn ơi, để mình xuống mình xem thử nha. Không biết được rằng là con quái vật một mắt trong đây nó có kinh khủng hay không đây, nó có to lớn hay không đây. Lần tại vì lần trước á mình mới vừa nhìn thấy nó thôi là mình chạy mất tiêu rồi. Tại vì mình sợ đó mấy bạn ơi, con đó nó to lắm hay luôn hay sao á, cho nên mình không nhớ nữa. Để mình vô mình xem coi. Ui, nó kìa bạn ơi, trời là trời, nó còn có một cái sừng trên đầu nữa kìa. Trời là trời, con quái vật này cơ bộ không phải yếu đâu nha. Rồi khoan khoan, đầu tiên mình sẽ phải cho con rồng của mình nó ngồi xuống đã. Ngồi xuống đi. Ok rồi, cho con rồng ngồi xuống các bạn ơi. Để mình đi vô trong mình xem nha. Ồ. Oh. Ui, nó to quá các bạn ơi, nó to hơn bọn mình gấp mấy lần luôn á. Ôi trời trời. Ok ok, để mình lại mình lại. Ui, ui nó thấy mình rồi các bạn ơi. Ây da. Nó quăng mình lên trời nè. Mày hả? Ây da. Mày đó, mày đó. Mày. Ui. Ui nó dặm mình. Ây da. Ui nó đánh mình rơi xuống dưới rồi. Mày hả mày? Ui. Ủa. Ủa nó cái con này sao nó dễ chết quá vậy? Ôi bạn ơi, cây kiếm lửa của mình chém nó có vài cái thôi. Con này nó chỉ cần bị cháy thôi là nó chết queo luôn. Ôi là trời, con này sao yếu vậy? Mình nó làm rơi cái giáp gì nè. Giáp đây là giáp gì đây? À chắc là một cái giáp sắt bình thường thôi. Với lại rơi da nè. Ủa, tính ra rơi ra mấy cái đồ bình thường hết ra. Để xem coi trong mấy cái rương này có gì không. Trong rương này cũng không có gì đặc biệt cả. Có cái đống này là cái đống vàng nè. Nhưng mà vàng mình không cần đâu. Mình chưa cần vàng lắm. Để mình đi vòng vòng để có còn gì khác không. À, thôi bây giờ mình nghĩ rằng chúng ta nên cưỡi rồng đi về các bạn ơi. Trời ơi là trời. Mình cứ tưởng là con quái vật này nó có gì đó kinh khủng lắm. Ai dè đâu nó yếu xìu à. Chém có vài cái chết queo. Trời ơi là trời. Hey, ok để đi xung quanh đây coi còn cái gì khác không. Còn cái gì cho chúng ta thám hiểm hay không. Ê trước mặt mình có một cái cây cột gì nữa bạn ơi. Hình như đây là cái tháp quái nè. Để mình vô mình giết cái con quái trong đây luôn đi ha. Ui. Ui mấy bạn ơi, mình thấy có một thứ thú vị hơn. Có một cái tháp ở trên bầu trời. Wow, nằm trên trời luôn nha. Rồi mình sẽ bay lên trên ngọn tháp luôn.
cái tháp này là nằm trên trời luôn nha các bạn, chứ phải nằm bên dưới đất đâu nha. Ok, bay lên ngọn tháp nè. Wow. Ai, nhảy xuống dưới. Oh, trời ơi, mất máu rồi. Trong đây có gì không? Ủa, cái nhà này nhìn đẹp thế này mà không có gì bên trong hết à? Đâu, để mình đi xuống dưới thử các bạn ơi. Mình nghĩ là trong nhà đẹp thế này phải có rương hay gì chứ. À, nè nè, có nè, có nè. Ủa, trong cái rương không có gì luôn. Ôi trời là trời, sao kỳ vậy? Ơi, ở đây nó có mấy cây mía thôi à. Trời ơi trời, đừng có nói là chỉ có mấy cây mía bình thường thôi nha. À không, nó có con Creeper nữa bạn ơi. Trời ơi trời, Creeper, no, cút đi. Ok. Và nó có cả một con Skeleton trong đây nữa. Ai, cút mày, cút. Ok. Còn gì khác không? Đừng có nói là trong đây nó không có gì hết nha. Trời ơi, không có gì hết các bạn ơi. Coi bộ là mình bọn mình lỗ rồi. Bọn mình rơi xuống ở đây. Ơ. Ồ, không, 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 không. Không phải là không có gì nha. Có một cái ba lô nè, để mình xem coi. Mình sẽ lấy cái ba lô này nha. Wow, hình như là có một người mới vừa đi thám hiểm trong đây, cho nên là bị chết xong để lại ba lô nữa bạn. Tội nghiệp ghê á, ba lô không có gì hết trơn. Thôi là trời. À không sao, mình lấy cái ba lô mình đem về luôn. Hợp lý, để mình lấy cái ba lô nha. Đầu tiên mình phải cởi cái giáp nè, xong mình lấy cái ba lô. Đó, mình đeo được cái ba lô trên lưng nữa bạn. Bạn xem nè, đây mình cho các bạn xem nha. Đó, mình đeo cái ba lô trên lưng nữa bạn ơi. Hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn. Ok, cái ba lô này có thể giúp cho mình cất đồ nè. Nhưng mà thôi, chắc mình chưa nghĩ là chưa cần đâu. Cởi cái áo giáp ra nguy hiểm lắm. Lỡ quái vật tấn công cái là không có giáp mặc vô là chết đấy. Rồi, để mình đi xuống coi. Dưới đây có gì nữa không? Ồ, lại có một em zombie nè. Cút. Cút luôn. Trời ơi là trời. Tính ra là từ lúc mình có giáp rồng đến giờ mình khỏe quá bạn ơi. Mình không sợ con gì hết. Ôi, hình như mình đang bị lạnh rồi. Ui, có lắp kim cương nè. Lụm luôn. Lụm một lắp kim cương. Ôi, trời ơi, mình vừa bị khát nước mà vừa bị lạnh nữa bạn ơi. Người mình đóng băng hết rồi nè. Chạy 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 nhanh thôi, trời ơi, lạnh quá lạnh quá. Ôi, đứng trên đây rất là lạnh luôn. Ở đây, đây bên đây mình thấy nó có đống lửa nè. Mình nghĩ rằng mình sẽ xuống đây mình sưởi ấm mấy bạn ơi. Mình lạnh quá. Khoan, trước tiên phải uống nước nè. Mình uống nước sau đó mình sưởi ấm. Uống miếng nước, uống miếng nước. Gọi là trời, một ngày thám hiểm của chúng ta gọi là coi bộ là hơi khó khăn đó nha. Không có nước uống mà còn bị lạnh nữa. Ôi, để mình vào đây mình sưởi ấm. Đây có đống lửa nè. Ui, có cái Lucky Block nè các bạn. Ui, may mắn nha. Tự nhiên không vô đây gặp được Lucky Block. Ồ, trong đây có anh dân làng nữa nè. Trong đây có gì không? À, trong đây không có gì cả. Ok, mình sẽ đứng đây mình sưởi ấm xíu các bạn ơi. Lạnh quá, bay lên trời cao cho nên là bị lạnh lắm mấy bạn ơi. Lạnh ơi là lạnh luôn, bây giờ người mình cứng đơ hết rồi, không di chuyển được luôn. À. Ok, để mình đập cái Lucky Block ra mình xem thử coi được cái gì nha. Ồ, mình không biết là Lucky Block xui xẻo hay may mắn đây. Búp. Trời ơi, được một đống TNT. Nhưng mà cái này đem về làm gì? Chắc không cần đâu. Ui, trong đây có thức ăn nè. May quá, đang lúc thiếu thức ăn, đem về hết. Ồ, mấy bạn ơi, mình đã thấy rồi nè. Một cái lâu đài ở trên bầu trời. Ok. Ủa sao hôm nay gặp nhiều thứ ở trên bầu trời quá ta? Để mình đi vô mình xem thử coi. Hãy xuống đây. Ok rồi, xuống đây nha. Rồng yêu nằm im đây nha, đừng đi đâu nha con. Rồi, mình sẽ đập cái tường mình đi vô. Khoan, mình sẽ cầm khiên lên trước. Là có quái vật hay gì sao? Ôi, thấy chưa? Vừa vô thì gặp Skeleton luôn nè. Bắn hả mày? Ok rồi, đập đi. Ồ, vừa mở vô, mình vừa đập cái cửa mình vô cái là gặp Skeleton luôn các bạn ơi. Bên này có zombie nữa nè, đập luôn. Zombie hả? Zombie nè, chết đi. Wow, trong đây có vàng các bạn ơi. Ồ, để mình xem coi, thắp nến lên. Vàng, vàng, vàng. Trời ơi, vàng đem về nhà chế lúc kịp lóc được nha. Ê, à, ui. Trời trời, mình rơi xuống dưới nước rồi. Trời ơi là trời, cái này là một cái bẫy hả? Vừa đào cái xong rơi xuống dưới nước luôn. Hình như là một cái bẫy các bạn ơi. Trời ơi là trời. Rồng ơi, cứu anh. Cứu anh rồng ơi, cứu anh, cứu anh, cứu anh với con. Trời, ok rồi. Bay 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 đi, bay đi. Ê, ui. Ui, mình bị gì vậy? Nàng tiên cá. Ui. Ui, nàng tiên cá yêu quái bạn ơi. Ui, cút. Mấy con nàng tiên cá này, cút ra. Ui, nàng tiên cá yêu quái bạn ơi. Cút ra. Mày hả mày, mày hả mày. Này thì nàng tiên cá yêu quái hả mày. Chết đi. Ồ, nó vơi, nó bọn nó rơi ra mấy cái vảy nè bạn ơi. Hình như đây chính là vảy nàng tiên cá hả. Ok, lụm vô coi coi. Mày này không biết cái này có cần hay không, nhưng mình cứ lụm đi.
trời ơi trời. Mình đang bay tới đây tỷ mình bị mấy con nàng tiên cá nó mê hoặc mấy bạn ơi. Xui cho tụi mày là Phong Cận TV không phải là một người mê gái. Phong Cận TV là người không hề mê gái cho nên là mấy con này không làm gì được mình hết. Ok. Ôi, Rồng ơi. Qua đây con. Trời ơi trời, nó bay đi xa quá, giờ sao lại gần nó được ta? Ui, con gì đây? Con gì đây? Con gì nhìn giống con cá mập cái gì? Ui, con này khỏe nha, nó quýnh mình nè. Ui, chạy mấy bạn ơi, chạy. Chạy leo lên bờ là nó sẽ không làm gì được chúng ta hết. Mình sẽ dùng cái bơm bay răng mình chọi đó. Mày nè. Ok, mình sẽ chọi chết đó nha. Ủa, đâu rồi? Bơm bay răng của mình, rồi xong nó chìm luôn rồi. Trời ơi, bên đây còn có con mực nữa nè. Bên đây cũng có một con mực nữa. Mấy con mực bọn nó đang bị hút vô, hình như con này nó tạo ra cái lốc xoáy mấy bạn ơi. Con này là cái con tạo ra lốc xoáy. Ok, có mình xài cung được không? Cung không xài được. Ui, hai con luôn. Trời ơi, ba con luôn. Trời ơi, nhiều quá vậy. Nhiều vậy ai chơi được nữa. Trời ơi, bên kia cũng có một con nữa kìa. Bốn con. Thôi xong rồi, không rồi. Rồng ơi, cứu anh Rồng ơi. Hey, mấy bạn ơi, chỉ còn một cách duy nhất thôi để mình có thể vượt qua được mấy cái con cá yêu quái này. Hey, bây giờ mình mà chết là mình mất hết đồ luôn nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ đặt lóc, mình bắt qua chỗ con rồng của mình. Ok, đặt lóc đi. Mình nghĩ rằng là đặt lóc sẽ dễ hơn. Mình không nên bơi ở dưới nước, bơi xuống dưới nước cái là mấy con cá này cắn mình liền luôn á. Mấy con này mà nó khỏe lắm, mình đánh không lại bọn nó đâu. Mình không biết mình đánh lại không, nhưng mà nói chung mà máu mình còn rất là ít. Trời ơi, bạn xem nè, màn hình của mình bây giờ nó mất màu luôn rồi, không còn thấy màu nữa luôn. Chắc là do mình lạnh quá đó. Ok, nhanh. Các bạn xem nè, mình đang đặt lóc mình đi qua chỗ con rồng của mình. Mãi á. À, cái gì vậy trời? Trời ơi các bạn ơi, mình bị giết chết rồi. Trời ơi là trời, sao mà xui quá vậy? Trời ơi thiệt là xui xẻo luôn á trời. Đang đặt lóc qua chỗ con rồng, chưa kịp làm gì hết bị giết chết luôn. Rồi bây giờ mình mất con rồng. Mình vừa bị mất con rồng mà mình còn vừa bị mất hết đồ luôn các bạn ơi. Thôi xong rồi. Ê da, con quái vật gì đây? Ê da. Ui, chạy không được, mình bị kẹt lại luôn rồi. Trời ơi là trời. Ok, chạy được rồi. Rồi xong lại bị kẹt nữa rồi. Đi ra mày. Đi ra. Cút ra, đừng lại gần tao. Đi ra. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, chưa từng thấy ai xui xẻo như Phong Cận TV luôn á. Ôi, ui, rơi mất cái đầu rồng của mình rồi. Ây da. Rồi xong chết queo luôn. Lụm lại mấy cái đầu rồng mới được. Mấy cái đầu rồng này không làm mất được đâu. Ôi trời là trời. Mấy bạn ơi, xui xẻo quá. Tự nhiên không đi thám hiểm làm gì, bây giờ mất sạch đồ luôn rồi. Thôi không sao. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình về nhà được rồi. Mình nghĩ rằng mình sẽ đi kiếm lại đồ sau. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng là clip đến đây cũng đã dài rồi, và mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn cái nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Trong thời gian mình không quay video chắc là mình sẽ đi kiếm lại đồ của mình. Mình nghĩ rằng là mình sẽ cưỡi con rồng nước bay qua kia lấy lại đồ, chứ không thôi là mất hết đồ á. Ôi xui quá. À. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.